MU chính thức mượn thành công João Felix. Ten Hag chốt hợp đồng chiêu mộ Oliver Giroud. Kịch bản MU xoán ngôi đầu ngoại hạng Anh. Xác nhận ba câu lạc bộ đàm phán chiêu mộ Wan-Bissaka. MU chính thức mượn thành công João Felix. Theo báo cáo từ tờ The Goal, Man United và Atletico Madrid đã đạt được những thỏa thuận ban đầu về việc mượn tiền đạo João Felix. Được biết, con số mà Quỷ Đỏ sẽ phải chi ra rơi vào khoảng từ 11 đến 13 triệu euro và ban lãnh đạo MU đang mặc cả để có thể sở hữu Felix với giá chỉ khoảng 6 đến 7 triệu euro. Theo nhiều nguồn tin, thương vụ giao Felix về MU có thể sẽ được hoàn tất trước ngày Quỷ Đỏ chạm trán với Everton tại ngoại hạng Anh. Trong một diễn biến khác, theo tờ Telegraph, thủ thành David De Gea đã chấp nhận giảm mức lương 375.000 bảng trên một tuần để gia hạn hợp đồng cho đến khi giải nghệ với câu lạc bộ Man United. Thủ môn người Tây Ban Nha đang thi đấu rất ấn tượng trong mùa giải hiện tại. Anh là mắt xích không thể thiếu trong đội hình của huấn luyện viên Erik Ten Hag, mặc cho anh không còn trẻ và sắp ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp quần đùi áo số. Atletico Madrid sẵn sàng để giao Felix ra đi theo dạng cho mượn. Vậy nếu đến MU, cầu thủ 23 tuổi này có thể mang áo số mấy? Trước hết, cần phải nhớ rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha không hề ưa thích chiếc áo số 7 huyền thoại ở sân Old Trafford. Dù đã mặc áo số 7 tại Atletico kể từ khi anh rời Benfica vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019. Tôi muốn số 79, nhưng họ không cho tôi mang số áo đó ở đây, Felix nói trong những ngày đầu tiên ở La Liga. Sau đó, tôi muốn số 10, nhưng số đó không có sẵn, nên cuối cùng tôi chọn số 7. Ở Tây Ban Nha, tất cả các thành viên của đội 1 được yêu cầu phải có các số áo từ 1 đến 25. Thủ môn phải mặc áo số 1, số 13 hoặc số 25. Và khi các cầu thủ từ đội dự bị được chọn, họ sẽ có cơ hội mặc số áo bất kỳ từ 26 đến 50. Số 79 có sẵn ở sân Old Trafford. Theo đó, Felix có thể lấy số áo mà anh ấy thích nhất khi trở thành một Quỷ Đỏ. Ten Hag chốt hợp đồng chiêu mộ Oliver Giroud. Tiền đạo Oliver Giroud của AC Milan đang đứng trước cơ hội được trở lại Premier League chơi bóng bởi anh đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo MU. Sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo, mục tiêu của ban lãnh đạo MU lúc này là tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Ban đầu, họ đánh tiếng muốn được sở hữu chân sút João Felix của Atletico Madrid. Tuy nhiên, quá trình đàm phán đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt khi các bên không thống nhất được phí mượn Felix. Ngay sau đó, ban lãnh đạo MU đã chuyển sang kế hoạch B là cố gắng đưa Giroud về sân Old Trafford. Giroud hiện tại chỉ còn hợp đồng với Milan đến cuối mùa. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không thanh lý Giroud trong tháng riêng hay dạn hợp đồng thì đại diện Italy sẽ để mất trắng chân sút cao lớn người Pháp vào mùa hè tới. Ở tuổi 36, Giroud là cầu thủ rất giàu kinh nghiệm. Đã vậy, anh còn quá quen thuộc với môi trường bóng đá Anh vì từng chơi cho hai câu lạc bộ danh tiếng ở đây là Arsenal từ 2012 đến 2018 và Chelsea từ 2018 đến 2021. Giroud mới cùng đội tuyển Pháp lọt vào tới trận chung kết World Cup 2022. Ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Qatar, anh ghi được 4 bàn và Le Blues chỉ chịu thua Argentina trong trận đấu tranh ngôi vô địch sau những loạt đá luân lưu 11m. Hai đội hòa nhau 3 đều sau 120 phút. Ở cấp độ câu lạc bộ, Giroud đã chơi 14 trận cho Milan, chỉ tính riêng tại Serie A mùa này. Ở những trận đấu này, cầu thủ sinh năm 1986 có 5 lần lập công cho đội bóng áo sóc đỏ đen. Kịch bản MU xóa ngôi đầu ngoại hạng Anh. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, MU hoàn toàn có khả năng vượt qua Arsenal để vươn lên dẫn đầu ngoại hạng Anh. Sau khởi đầu mùa giải một cách chật vật, MU dưới thời huấn luyện viên Erik Ten Hag đang thể hiện phong độ thăng hoa trong thời gian gần đây. Quỷ Đỏ vừa nối dài chuỗi chiến thắng ở ngoại hạng Anh lên con số 4 bằng cách đánh bại Bournemouth 3-0 trên sân nhà Old Trafford nhờ các pha lập công của Casemiro, Luke Shaw và Marcus Rashford. Trận thắng Bournemouth của MU ngày càng trở nên ý nghĩa hơn khi hai đối thủ xếp trên họ là Arsenal và Newcastle cầm chân nhau không đều tại Emirates. Hiện tại, Quỷ Đỏ đang đứng thứ 4 với 35 điểm, bằng đội xếp thứ 3 là Newcastle, nhưng đội chủ sân Old Trafford xếp dưới do kém hơn chỉ số phụ. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag mới thi đấu 17 trận, ít hơn Trích Chòe một trận. MU mơ chiếm ngôi đầu. MU cũng đã thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 2 là hàng xóm Man City xuống còn đúng một điểm, nhưng Quỷ Đỏ đá nhiều hơn một trận. Rạng sáng 6 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Man City sẽ đến làm khách của Chelsea trong trận đấu muộn vòng 19 ngoại hạng Anh. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đang có nguy cơ bị mất điểm ngay cả khi The Blues đang không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Trường hợp Man City không thể thắng Chelsea, đội chủ sân ETH sẽ chỉ còn hơn MU tối đa 2 điểm mà thôi. Ở vòng 20, MU tiếp đón chính Man City trên sân nhà Old Trafford trong trận derby Manchester vào ngày 14 tháng 1 và đó là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Ten Hag đòi lại món nợ trận thua 3-6 ở lượt đi cũng như vượt qua chính đối thủ để chiếm lấy vị trí thứ hai. Khoảng cách hiện tại giữa MU với đội dẫn đầu Arsenal đang là 9 điểm nhưng hoàn toàn có thể san lấp trong thời gian tới. Hai đội sẽ gặp nhau tại Emirates ở vòng 21 vào ngày 21 tháng 1
và nếu MU thắng, họ sẽ tiếp tục được thu hẹp. Nhìn chung, lịch thi đấu hạng Anh từ giờ đến tháng 2 khá ủng hộ MU so với Arsenal và Man City. Sau hai cuộc đọ sức với Man City và Arsenal trong hai vòng liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Ten Hag sẽ không phải gặp đối thủ nào trong nhóm Big Six. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể bắt kịp đội bóng dẫn đầu là Arsenal, hoặc chí ít thu hẹp khoảng cách đáng kể. Xác nhận, ba câu lạc bộ đàm phán chiêu mộ Wan-Bissaka. Ngôi sao người Anh vẫn thu hút được sự quan tâm của nhiều đội bóng dù gây ra nỗi thất vọng ở Manchester United. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, tương lai của Aaron Wan-Bissaka ở thời điểm hiện tại vẫn đang được đặt một dấu chấm hỏi. Dù đã có ba câu lạc bộ đàm phán chiêu mộ cựu sao Crystal Palace nhưng vẫn chưa có tiến triển xoay quanh thương vụ này. Trao đổi với Court Offside, ký giả người Ý chia sẻ, chưa có tiến triển lớn nào về tương lai của Aaron Wan-Bissaka. Vào tháng 12, Wolves, Crystal Palace và West Ham đều đã đàm phán để thăm dò thông tin về các điều kiện và thỏa thuận này, nhưng đó mới chỉ là giai đoạn đầu. Man United sẽ để Wan-Bissaka ra đi nếu họ nhận được một lời đề nghị hấp dẫn và nếu họ tìm thấy một phương án dự phòng chất lượng cho Dalot. Tại thời điểm hiện tại, những điều kiện đó vẫn chưa được đáp ứng. Trên thực tế, không loại trừ khả năng Wan-Bissaka sẽ tiếp tục trụ lại Old Trafford đến hết kỳ chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh anh đang thể hiện khá tốt mỗi khi được huấn luyện viên Erik ten Hag trao cho cơ hội. Đồng thời, chiến lược gia người Hà Lan cũng đã dành những lời có cánh cho hậu vệ này trong những cuộc trao đổi gần đây. Varane và Casemiro, quái vật hàng phòng ngự. MU đã phải chi ra tổng cộng 104 triệu bảng để có sự phục vụ của trung vệ Raphael Varane và tiền vệ phòng ngự Casemiro. Rất nhiều người đánh giá, Quỷ Đỏ đã mua hớ những cầu thủ không còn giá trị sử dụng ở Real Madrid. Tuy nhiên, đẳng cấp của cả Varane và Casemiro là không phải bàn cãi. Khi cùng thi đấu với nhau mùa này, bộ đôi đã tạo ra bức tường thép giúp MU chưa để thủng lưới suốt 487 phút ở 10 trận tại Premier League. Trong thời gian mà Varane cần nghỉ ngơi sau khi chinh chiến ở World Cup 2022, Casemiro thậm chí đã lùi xuống, chám vào vị trí trung vệ và vẫn thể hiện xuất sắc. Tiền vệ người Brazil cho thấy sự hòa nhập rất nhanh với tốc độ cao ở ngoại hạng Anh và thi đấu ngày càng hiệu quả. Về phía Varane, anh thậm chí chủ động gặp Ten Hag để xung phong thi đấu ngay lập tức, dù được phép nghỉ thêm. Tinh thần chiến đấu tuyệt vời này của trung vệ người Pháp lập tức lấy được lòng của fan hâm mộ MU. Trong chiến thắng mới nhất trước Wolves, Varane và Casemiro đã cùng nhau thi đấu trọn vẹn 90 phút và thêm một lần nữa giúp khung thành của De Gea vững vàng. Đáng chú ý, trong hai thất bại đáng quên mùa này, lần lượt là 3-6 trước Man City và 1-3 trước Aston Villa, bộ đôi cựu cầu thủ của Real đều không thi đấu cùng nhau.